Bạn đi à? Chào các bạn. Obrigado. Ok, hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel Đô Mơ Đồ Vlog, cuộc sống ở châu Phi. Thì hôm nay anh em mình đang vận chuyển tôn vào trong bản Longoni để giúp các hoàn cảnh khó khăn như bữa hôm trước anh em mình đi thăm các bạn để lập nhà cho các cụ ông, cụ bà, các hoàn cảnh khó khăn để chuẩn bị vào mùa mưa rồi đấy các bạn. Vì sắp tới anh em mình hỗ trợ người dân phát triển nông nghiệp đấy các bạn. Thì nên là hôm nay anh em mình sẽ đưa đến tôn đến lập trước hết nha các bạn. Các hoàn cảnh khó khăn thì mình hôm qua cũng đã nói bác trưởng bán rồi, là sắp xếp hết thanh niên, những người mới là trai tráng trong làng, là hôm nay tập trung ở đây là mình đưa tôn đến là lập hết tất cả mọi nhà. Thì trong bản đây thì có 26 hộ gia đình. Sau bà sim, sim, sim. Cái tu đủ tên 26 casa. 26 casa. Sim. Tu đủ ông đi ra sapa vai azon meta tu đủ casa avo. Aqui tá bem nhá. Sim, 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 sim. Đấy. Thì hai của hai cụ bà bữa trước là là nhà không xây thì thay lại tôn thôi. Vì dột hết xuống dưới rồi. Tất cả người đang tập trung cho tôn xuống các bạn ạ. Thì trong bản đây thì có 26 hộ gia đình. Thì anh em mình cũng sắp xếp đã mua tôn vào để hôm qua cũng đã bắt trường bán rồi. Là tất cả hôm nay là tất cả thanh niên trai tráng ở trong làng là ở nhà hết để đi lập nhà giúp mọi người. Thì nó cảnh đặc biệt khó khăn này. Như ở đây hai bà cụ cũng ở một mình đấy. Thế ở dưới là bà cụ nữa đi về các nhà để lập tôn đây thì đều là hoàn cảnh khó khăn đấy các bạn. Nên là mọi người sẽ tập trung ở đây để hỗ trợ. Lo cha pa vie ya. Ai quê đâu? Lo cha pa vie ya. Ye ta li ve bu a. Ai da. Ye ta li ve. Hey. Ye ta li. Tu ca pim ja lo cha pa. Homem. Ai. Ai. Đây, những như nhà của bà cụ đây thì hôm qua mình nói là bác trưởng bản vừa là cũng đưa cũng nói mọi người thanh niên này đi dỡ ra rồi, nấu ăn ở trong nhà lập tôn mới này là sẽ bảo mọi người là nấu ăn ở ngoài nữa, cũng nấu ăn trong nhà nữa. À sao bà sao bèo ia sao bèo papa apa iba bola ko pelento pimocho itu ndaki magulundika tu piopo. Anh ta cao mà. Aki ta bên. Aki aga Ali ta bên. Sí. Ali ta bên. Aki soba. Sí. De boa mira saba. Ok. Fana avo. Sí. Corinha fora, não corinha dentro. Ah, tá bem. Aí tá mani. Oh, ok. Não tem que ir dentro. Detalhe, a vídeo o gulinga nhe. O gulinga tinha cara com fora. Mulo malu mulo na chalua. Aqui só fica dormiu. Sí, só dormir. Dormiu. Ok. Tá bem. Có bà cụ đang có một aqui thì fica dormiu só. Sim, sim, não, sim. Não cozinha dentro do aqui. Ah, tá bem. Hã? Ah, agora vai người bên đây thì khoai này. Vai cozinha fora. Bên đây thì hay nấu ăn ở trong đấy các bạn, trong chỗ nhà ở cùng đấy. Họ kiểu là không có quần áo đấy, mà mùa lạnh là họ cứ nấu ăn không là họ để họ sưởi cho họ ngủ luôn, nằm ở bên cạnh họ ngủ đấy. Nên mình sẽ nói bác ấy, để nấu ăn ở ngoài đấy. Tôn mới mà. Ai chega? Apa então? Ocho ya va a visuku lepo. Ocho a papá. Ah, papá, ocho. Papá, en paca le casi. Oh, rapaz. Ven aquí, papá, ya. Como pueden llevar el cuento de bolso, la banda a piogo. Wey, aquí. Upi, modo como los bolso. Tu mosuri ahí, echi, acá, tu capiba, yo. Gangay, de mọi người. De mọi người, thanh tôn, chuyển năm. Đấy, thanh niên trai tráng bơi gạch xếp đậy lên tôn. Đây là có hoàn cảnh của bà cụ.
Apa itu lantai gini? Gue tak gabi. Andi kalau dikil. Pai, Andi kalau dikil wakum. Nói chung là cái mọi người hôm nay mình hôm qua mình chỉ bảo bác trưởng bản đấy các bạn ạ, bảo một số thanh niên trong làng thôi là để đến giúp các hoàn cảnh khó khăn là lợp tôm để đi, mình đưa tôm đến để đến giúp mọi người đến hợp đấy. Hôm nay mọi người đến đông quá, hát hò có cái con này cũng là do mọi người lần đầu tiên thấy số tôm lớn đưa về làng để đi lập giúp các hoàn cảnh khó khăn ở trong bản thì mọi người đến hát hò đó các bạn. Ok nha các bạn, thì tất cả số tôn này là của chị Vân Trần mình mua đưa đến lập giúp người dân các bạn. Thì một lần nữa mình thay mặt người dân bán xin cảm ơn chị Vân Trần đã gửi tặng người dân tất cả số tôn này các bạn. Bây giờ đang lập gần xong rồi. Bánh bu đi rồi, đất đá bài về. Hôm nay quên, hôm nay quên không đưa cái phay cam đi để bay lên cho đẹp. Xem, đấy xem nào, giờ nó lên trên này. Bu đi từ đâu? Ui giời. Đây. Người dân ở trên này lậm như vậy đấy. Mình làm con đặt gạch thôi. Sau này họ dễ thay đấy, tôn hỏng họ dễ thay đấy các bạn. Đây. Ai cô già vẫn nhảy sành điệu chưa? A vô cao mà không dừng rồi, sung quá rồi, sung quá. Bà dừng hỏi cảm nghĩ của A vô mà có bà có nhà mái tôn mới thế nào? A vô Avo, ora tu duca già già che bo. Ho di evitare dati. Ti di San Giù. E ti di San Giù. Va bene. Va bene, lo capo, quello che vuole. Come? Bà nói tiếng bản địa mình không hiểu. Bác trưởng bản nói thì bác trưởng bản Marcel hiểu thì bà rất là vui. Ai cô mù, ai ca già. Bà không hiểu. Ê sang chú. Alleluia. Bà ơi, anh ta bu đi rồi. Ê, vai về. Bu ni. Ê, già trong là mưa ông sợ rồi. Vai về. Ya. Ê, xe. Ê. 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 Mưa ông sợ rồi. Ê. Ê. Ta vâng. Ê. Ê. Bây giờ là để lên nhà trên kia nữa các bạn. Anh em, vai lanh gì mà? Chắc là... Ai biết tay kì? Ô mẹ! Subiri! Aqui não vai dar? Aqui a pessoa não sabe? Ô pai! Apa mundo calondi, apa! Uxa! Ene apa, apa mundo calondi? Ở đây à, nhà đợi nhà bà bữa trước. Ôi ai Avo anh sobe bà ở đây mà nó đi vào bà đi vào của anh bà đang đang bà bay đã sao là nó sụt ra sập bà Isaac bình buồn đi tụ anh chuyên bà của anh mà làm gì bà nó bắt sa lần đi ta vậy ta vậy đất anh đi ta bà của bà nhà bà đây để thanh niên nộp thôi khi à thu lần để thanh niên chào lập giúp bà. Mình mới đến đây thu linh giông cả the city. Thôi giờ con nhé để ok nha các bạn thì vì mình muốn là sắp tới này để đẩy mạnh giúp người dân là nông nghiệp đây nên là mình ngày hôm nay mình sẽ đi mua tôn hết vào giúp bản Long Ngô Nì ở đây và bây giờ mình cũng phải về ngoài thị trấn lại mua tiếp một chuyến tôn nữa vào trở vào bản Nôm Văn Đà để giúp người dân lập xong thì để giúp lập cho người dân xong thì hôm sau anh em mình giúp người dân làm nông nghiệp các bạn. Giờ là gần mùa mưa rồi nên là tất cả những công việc này là anh em mình nói bác trưởng bản cùng thanh niên trong bản là đến hỗ trợ giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn các bạn. Chứ động như anh em mình thì cũng không thể giúp được nhiều như thế. Lập một hai nhà rồi, như nhà kia của bà cụ rất là đẹp rồi. Thì giờ để mình phải quay ra thị trấn mua tôn vào để đưa vào trong bản Lomanda nhé các bạn. Soba. Si. Soba cũng tu du gen thì. Kaki. Em
Vai, aqui. Vai ter a chapa, sim, meta sim. Tudo em casa. Ah, tá bem, chefe. Ah, tá bem, tá bem. Bano, quer visa. Tá bem, vai tá bem. Outro, ajuda, outro bairro, não manda. Muito obrigado, ah? Muito obrigado. Tudo fica, tá bem, hein? Sim, sim, sim. Tá bem, tá bem. Ah? Muito obrigado. Ei, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Vai dar bê. Mọi người, đây nộp các bạn cả dân bản mà tất cả thanh niên anh tráng trong làng tôn mình mua tôn anh em mình mua và rất là nhiều rồi để mọi người nộp thôi. Thì mình ra và quay ra ngoài thị trấn mua một chuyến tôn nữa vào trong bản Lôm Ban Đà để giúp người dân lập xong thì hôm sau thì để người dân có chỗ nhà che mưa che nắng để anh em mình sẽ giúp phát triển nông nghiệp cho các bạn. Thì bây giờ anh em mình đi. Em mang theo cắt nhà đi. Buổi sáng là bản Non Ngô Nì, giờ buổi chiều này sẽ vào trong bản Lôm Ban Đà. Mình sẽ vào trong chỗ, ôi, mọi người đứng hết này. Chấp, vào chỗ nhà mấy bác làm ở đây luôn, trả luôn tầm ở trong. Giờ để mọi người đỡ phải khuân vác đấy các bạn, thì mình sẽ giúp trở vào trong này luôn. Thì bác trưởng bản cùng một số, nói một số thanh niên rồi, sẽ đi lập cho tất cả cái hoàn cảnh. Chẳng hạn như cái nhà cái chị kia chồng mất là bây giờ là thanh niên, mình nói bác trưởng bản là nói mọi người lập giúp thôi anh thế ui. Để đây đi. Sao mà sao tôi rồi o mờ ăn này sao sao mọi người đang chờ ở đây các bạn, thì trong bản này bản Lôm Ban Đà thì có ít người làm nhà hơn, thì bản Lôm Ban Đà ít người làm nhà hơn bản Lôm Ban Đà thì thanh niên ăn đã tiên là áp đi ấy ca già cây em ca 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 chơi gà thế à em thầy a kia ca già cây em sa gì bài đấy là kia sa sù biu cũng xem nó sù biu để các bác lấy thang đi lợm luôn. Thì đấy toàn là nhà các nhà có hoàn cảnh khó khăn đấy, nên là thanh niên trong bản đi giúp ở đây họ làm đơn giản lắm, không đóng đinh đâu. Bây giờ anh em mình cũng nhiều lần hỏi người dân là sao đóng đinh lên mọi người mà đè gạch họ thì xưa nay cứ đè gạch lên, sau này chẳng hạn là thay tôn tôn hợp nhau gạch nhà là thay tôn khác lên, nó rất là dễ chứ đóng đinh là xả thùng ấy lắp vào cũng khác là bị dột các bạn. Anh chú cái đi thế xin nhờ thế thì thế mấy cái gì thế 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 à kia giả vai sầu nó sắp bà cái yêu thế thì kia giả vai sầu nó phải cái dùng đuổi cái sắp bà chúng đi bộ mang vào chúng đẹp rồi ông mang vào chúng đẹp. Dạ, tão bonito, tão bonito. Haka, muito obrigado. Guayaka, guayaka, guayaka. Dạ. Nói chung là huy động thanh niên các bạn, thanh niên thôi. Thanh niên ở bản này đi lập cho các nhà đấy. Đấy. Đây, mọi người dân thì chỉ xây có nhà rất là nhỏ, hoặc chỉ xây vậy thôi, đủ ở thôi. Có nhà thì nhiều thành viên trong gia đình thì xây nhà to, còn có nhà chỉ xây nhỏ nhỏ này thôi. Vì không, thực tế trong nhà thì không có cái đồ gì đấy, nên họ chỉ xây miếng chiếu xuống, họ nằm thôi. Có nhà có điều kiện giải chiếu không thì họ chỉ giải một cái gì đó dưới trên nền nhà. Cảm ơn chuẩn bị. Cả quyền đạo vi. Cả. Ah, o que é que você está fazendo?
ấy quá chú xe gần đấy. Quán đã bị chừng cái gì? Quán à cái gì? 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 À, cái này chúng tôi có cái gì? Sí sí, cái này gì? Cái này cái gì? Sí sí, ông ấy chứ nào? Ông cái này? Cái anh biết đâu à rubu lang gì mà? Sí sí, à chúng tôi có cái bông topi. À, thế nào vậy bao quát? Sí. Ngậm nhanh lắm, một cái nhà nhanh đấy. Vừa bên bản nó nghe thoáng thì quên. À, lúc mới không mang quay cam đi. Vào bản đây thì lại toàn có cây các bạn. Không bay được. Mà họ mọi người nộp cũng rất là nhanh. Mateo đang dạ, đứng bên ở trên đây để sắp tôn cho mọi người. Đấy. Mọi người cứ đưa hết nộp hết sang nhà này thôi sang nhà kia. Ừ. Cô luôn ta cũng luôn. À cô luôn. Em xuống bên mà xin chào. À. Aqui cada quem? Sim, sim. À. Ê. Đây là nhà của cái bác đây là ngôi nhà của cái bác hiến đất để làm nhà công vụ đấy. À você faz a casa aqui da que? Da criança. Làm nhà cho con trai nhiều con lắm. Tá bem. Sim, sim, sim. É bom aí. Tá bem. Ở đây thì nói chung là người dân ở bên đây thì cứ họ có con đấy các bạn, có con mà lớn là tầm thanh niên này là họ có thể là các em làm hoặc là bố mẹ sẽ làm cho một nhà ra ngoài góc vườn đấy, là thanh niên kể cả con gái con trai đấy, là cái những nhà nhỏ này là thường là nhà của các em ở một mình bố mẹ kiểu bố mẹ làm cho đấy. Nói chung là quá trình đi lập các nhà cứ như vậy thôi. Mọi người đặt rồi nha các bạn, mọi người đặt cái thanh gỗ ở giữa này rồi này, nó là tôn lên, tôn là gối vào hai đầu. Một đầu thò ra một ít này, một đầu đầu kia là thò ra đằng sau một tí, đầu này thì thò ra dài hơn một chút. Thì mọi người cũng đặt hết gỗ rồi. Hôm nay anh em mình chỉ đưa tôn đến thay mặt Mạnh Thường Quân đưa tôn đến để lập. Thì quá trình lập thì cứ như vậy thôi. Hết nhà này sang nhà khác. Bạn thì tất cả số tôn để lập gửi tặng người dân bên bản Long Hồn Nì, cũng như số tôn để gửi tặng người dân ở bản Nôm Ăn Đà đây đều của chị Vân Trần, nhờ anh em mình mua gửi tặng đến tất cả mọi người. Thì chị cũng nói là cứ mua đủ tất cả những căn nhà đấy, thì nói chung là cũng có nhà to nhà nhỏ, nhưng thường thường là họ làm đều như nhau các bạn. Thì anh em mình cũng đã tính hôm qua ngày nghỉ mình cũng vào trong các bản, thì anh em mình cũng tính là tương đối đủ với số tôn nói. À bây giờ có mua cho lên tám mua cho giá các nhà trong bản đấy các bạn. Cho bên mấy nhà này là tính là mình cứ đếm là 1, 2, 3, 4, 5 tấm tôn là vừa đủ. Ừ, cứ nhân các nhà lên các bạn, có nhà to này hơn thì 6, 7, 8 tấm gì đó. Đây bên đây nhà nữa. Muito obrigado. Tá bonito, tá bonito. Muito obrigado, meu bom. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Sim, sim, sim. Muito obrigado, muito obrigado. Como? Estamos contentes, estamos felizes, pá. Estamos contentes. Como? Estamos contentes. É sim. Viva! Muito obrigado. Tá bom. Tchau, minha menina. Để lập xong hôm nay là để lập xong nhà cho mọi người thì chuẩn bị bắt tay vào làm nông nghiệp đấy, cuốc đất. Ya.
Dạ, ok nha các bạn, thì để mọi người làm việc thôi. Nói chung là quá trình lập thôn cứ như vậy thôi. Thì mình đưa lên bản nào là mình đều giao cho các bác trưởng thôn, người dân này. Cứ tất cả mọi người làm chung hết, lập hết nhà này sang nhà kia. Thì số thôn đã có sự tính toán sẽ đủ tất cả các hộ gia đình dân các bạn. Thì bây giờ cứ để mọi người làm như thế thôi. Mình, anh em mình cũng phải ra ngoài đi các bản khác đấy các bạn. Thì cứ để mọi người làm như vậy thôi. Anh em mình lại đi một số bản khác thì để mọi người làm xong thì hôm sau sẽ bắt tay vào làm nông nghiệp các bạn. Thì mọi người đã có cái chỗ nhà để đã có cái nhà là tôn mới để trú mưa trú nắng để mọi người làm việc tốt hơn đấy các bạn. Sô bà sô bà phi ca kỳ đây là tu đủ gen đi vai biết là tu đủ ca già ta bê ta bê ta bê bao núi cái vi già ta bê ta bê muốn đâu được phải là bình bình ca già sì ta bê muốn đâu được cái gì muốn đâu được cái gì ta bê sì cả những cái nhà như này đây ví dụ bao nhiêu bao nhiêu tuần gì gần nhà văn hóa này, gần nhà thờ, gần trường học, giờ thẳng chỗ khu này mọc lên 4-5 ngôi nhà rồi. Mọi người nói chung là mọi người cũng có tính toán đấy, nằm gần hết ở trung tâm này rồi. Đây nhà hết này. Mới có cửa anh nói tên anh nói tên anh à, nói tên anh à, rất là đẹp. Xin xin có cửa không gác gỗ rồi đấy. Nói chung là ra trà tôn là anh em mình đưa đến giúp đỡ. Bây giờ mình cũng phải, anh em mình cũng phải ra một số bản khác nữa các bạn. Thì một lần nữa anh em mình thay mặt người dân của hai bản, bản Lô Mần Đà và bản Nong Khoni xin cảm ơn chị Vân Trần đã gửi tất cả số tôn đến cho người dân ở hai bản này nha các bạn. Thì video hôm nay mình cũng xin được dừng lại tại đây nha các bạn. Các bạn thấy video hay, video ý nghĩa, anh em mình xin một like, một share kênh Đồng Bằng Núi Vlog sống ở châu Phi để anh em mình có nhiều động lực giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn ở núi châu Phi nha các bạn. Tôi là Phan Lan, chào các bạn. Chào các bạn. Viva. Muy obrigado. Ngoan tí ở 1 2. 1 2 3. 5 nhà rồi. Các quen đâu qua qua qua. Còn có 11 nhà nữa rồi. Ha 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 ha. Qua 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 qua. Qua qua ta có mấy. Ô bom bom.